Các anh chị, cô dì, chú bác yên lan trên mọi miền tổ quốc của phiên tối. Của em là chuyên phong lan rừng bản đôn yến nhi nhá. Tối nay là ngày mùng 3 tháng 6 lúc 18 giờ 13 ngày mùng 4 xin lỗi các bác nhá. Ngày mùng 4 tháng 6 lúc 18 giờ 13 phút là em sẽ lên đơn cho các anh chị sưu tầm là mặt trâu buôn đôn. Cây này là một cây trời là hai cây mít rất là đẹp luôn nha các anh chị nhá. Nó bên cạnh có cây rêu rất là bám nhiều luôn này. Rêu như thế này rất là tốt cho cây nhá. Đó một cây mít này. Hai cây này, đó hai cây mít này, đó rêu nhiều, rất là nhiều luôn, rêu nó mọc cực kỳ đẹp. Về cho anh chị trồng mà cây nào mà chưa có rêu thì mang về thử ghép cây này. Đó có cây móng rùa bên cạnh, cây thứ ba này, đó, cây thứ ba thì hơi xấu, nhưng mà em để giá rẻ thôi. Cái này có giá 180k nhá, rất là đẹp, hình đầu tiên nha các bác. Làm một khúc, làm một chậu này, ba khúc một chậu. Hình thứ hai là phi điệp ESO nha, phi điệp ESO. Đó là 380k. Đây, một gốc này. Một mầm gốc, hai mầm gốc này. Có một kiến. Hai kiến nha. Hai kiến con này. Mà hai mầm gốc. Hai mầm gốc nha các bác nhá. Đó. Đây. Mầm gốc của nó đây. Đó, cây này thì nó kiểu mọc như vậy rồi. Vẫn là yêu đơn này em sẽ buộc lại cho nó thẳng tưng nha. Đó, cho nó thẳng tưng lại này. Đó về các bác có thể tách ra. Đây, về các bác có thể tách ra này. Tách ra để mà ươm lại này. Đó, phi điệp này em bán có giá là 380k. Hình số 2 nha. Vẫn là hình số 4. Hình số 3. Hình số 3 nha. Hình số 3 là quế tím. Quế tím có giá là 100k này. Một gốc hai cây này. Thứ 2 này. Thứ 3 này. Thứ 4 này. Thứ 5 này. Thứ 6. Và thứ 7 này. Đó, đơn này em bán 100k nhá. 100k. Rồi, à, xô đây. 100k, đây là hình số 3 nha các bác nhé. Đây là hình số 3 là quế tím. 100k. Và hình số 4. Hình số 4 là cây trâu mít rụt. Cây cực kỳ đẹp luôn. Đó, lá mít rụt bản lá rất là to, lá sọc chỉ rõ ràng luôn. Đó, cây này như lá mít đồng xu luôn này. Cây cực kỳ đẹp, lá rất là dày luôn nha các bác. Bác này yêu cây đẹp, nguyên cây, nguyên đan, nguyên kiện như thế này đã cho ra hoa năm ngoái rồi. Bác này yêu đơn này 270k, đơn rất là đẹp luôn nha. Đây là hình số 5 nha, số 4 nhé. Em xin lỗi nhầm, em viết lại lộn nha. Hình số 4 nha các bác nhé. Rồi hình số 5. Hình số 5 em có cây châu mitsu này. Châu mitsu rất là đẹp luôn. Đây, lá rất là tròn luôn nha các bác nhé. Lá tròn luôn này, sọc chỉ rất là rõ ràng. Cây lá mitsu này một cây em để giá là 250k. Đây là hình số 5 nha. Hình số 6. Hình số 6 rất là nhiều mà thân, rất là nhiều cây kiến luôn này. Đó, 1, 2, 3, 4. Một cây thì đang ra ki nha các bác nhé. Cây này đang ra ki này. Đó, cây này thì đang sưng nụ này. Xin lỗi, đang sưng cưng, sưng ki á. Sưng ki thôi, không phải nụ đâu. Đây, cây này đang ra ki rồi này. Một thân tơ của nó đang ra cây ki rồi nha. Đây, cây này thì mầm gốc của nó này. Đó, còn mấy cây thì cây kiến nha các bác nhé. Cây kiến nhỏ này. Đó, bác này yêu chậu này em để giá 270k. 270k nha. Đây là hình số 6 nhé. Và hình số 7. Hình số 7 là cây châu mít này. Đó, cây châu mít cực kỳ đẹp luôn. Đó, lá mít rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Đây. Cây lá mít này. Cây trâu lá mít rất là đẹp luôn này. Nó bác này yêu cây trâu lá mít này. Có giá là 200k này. Rất là đẹp luôn. Đó, cái này là nó bị tét một xíu thôi. Nhưng mà không vấn đề gì đâu các bác nhé. Nó bác này yêu cây này 200k này. Đây, lá mít cực kỳ đẹp luôn. Và hình số 8. Hình số 8 này. Hình số 8 là 200k này. Là hoàng nhạn nha, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, một gốc 3 cây này, 5 này, một gốc 2 cây, lá mít mọc cả cây tóc tiên nha. Và 6 này, nó lá mít rất là đẹp luôn. Đây này, 6 khúc nhiều cây, 200k, hình số 8 hoàng nhạn. Và hình số 7, hoàng nhạn to nha. Hoàng nhạn to là hình số 9. Hoàng nhạn to là 150k, một cây này. Hai cây này, hai cây rời này. Một cây nguyên bản to, nụ rất là to luôn này. Đó, nụ to nhiều quá luôn.
nhiều nụ nhá. Cái này cũng sai nụ này, bắt đầu chốt hình này có giá 150k, hình số 9 nha. 150k. Hình số 10. Hình số 10 là phi điệp tiếp theo nha các bác nhá. Phi điệp tiếp theo này. Đó. Đây. Hai mầm gốc của nó rất là dài to luôn. Rất là mập luôn các bác. Hai mầm gốc. Đó, một cây kiến này, hai cây kiến này. Hai cây kiến nhỏ này. Hai cây kiến của nó này. Đây. Bắt đầu chốt đơn này em để giá 380k, hình số 10. Và hình 11. Hình 11 là cây quế tím 150k, rất là nhiều luôn. Combo quế tím hải âu. Rất là nhiều luôn các bác, cả mớ luôn á, rất là nhiều về cho các bác trồng. Các bác trồng mấy cái đống này chỉ về, nói chung chỉ về trồng cái đống này là đẹp lên một phát, nhìn cực kỳ mê luôn, toàn là cây đẹp, cây xanh luôn nha các bác nhá. Rất là nhiều, cây này ít ra phải 40 50 cây gì đấy. Nhiều luôn, cả nhỏ và to, 150k, hình số 11. Số 12. Số 12 là 100k. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây này. Bảy cây này. Tám cây này. Chín cây, 10 cây, 11 cây. 12 cây, 13 cây. 14 cây, 15 cây. 16. 17, 18, 19 và 20 cây tổng thể, đơn này em bán 100k thôi. Toàn cây to to không nhé. Đó, phiên tối nay em chỉ có một số mặt hàng đấy. Các bác nào mà chốt lên đơn thì cứ gọi điện trực tiếp theo số điện thoại của em là 0834 981 431 nha các bác. Em xin chào toàn thể các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ nha.